Ở tập trước, nhờ lòng dũng cảm và mưu trí, Sáo Long và Mực đã hợp sức đánh bại được quỷ xanh và quỷ đỏ. Tuy nhiên, khi quỷ đen sắp bị thiêu cháy trong biển lửa, hắn đã lấy ra 3 món quà quý khiến Sáo Long lơ là cảnh giác. Vì sao con quỷ này bỗng khỏe lên khác lạ? Đúng rồi, loài quỷ sẽ mạnh hơn vào ban đêm. Trời ơi, ta lại bị gạt rồi. Mau đền mạng cho những anh em của ta. Thu lại mặt trăng. Ta nhất định sẽ báo thù. Sáo Long, ngươi hãy đợi đó. Cuối cùng cũng diệt trừ được lũ quỷ. Mực, cậu không sao chứ? Mực, tôi không sao. Anh giỏi lắm. Cũng may nhờ có cậu nhắc nhở, nếu không tôi lại mắc mưu tên quỷ đen kia rồi. Quên mất, không biết là ông Năm và tiểu thư Tiểu Mỹ ra sao rồi. Liệu ông chủ và tiểu thư có sao không cậu? Tôi là tôi nghi ngờ rồi. Ai ngờ đâu. Sao mình lại nằm ở đây? Kìa, Tiểu Mỹ, con ơi. Cha, có chuyện gì vậy? Sao con nhức đầu quá? Cậu kia, cậu làm gì ở nhà tôi? Dạ, ông Năm đừng hiểu lầm. Ông và tiểu thư bị bọn quỷ nhập vào, chạy đi phá xóm phá làng. Nhưng mà ông yên tâm đi, con đã diệt xong lũ quỷ rồi, bây giờ không sao hết. Cậu lại nói chuyện ma quỷ gì ở đây? Bà Hậu, sao bà lại mở cửa cho người la vào nhà? Ông chủ, tiểu thư, đúng là hai người rồi. Cậu Sáo Long đây đã cứu mạng hai người đó. Chuyện là vậy. Hèn chi, tôi thấy cả người ê ẩm quá. Nhưng vì sao bọn quỷ đó từ đâu ra? Sao lại nhập vào cha con tôi? Ông Năm, chúng là 3 con quỷ có 3 màu xanh, đỏ và đen, đã biến thành bông hoa trà trộn vào nhà của ông. Con đã cố can ngăn vào hôm qua, nhưng mà ông không tin. Bông hoa ấy có mùi hôi thối, nên ta đã vứt bông hoa ngoài giường rồi kia mà. À, hồi tối then cài cửa của con bị gãy, nên có nhờ bà Hậu tìm then mới. Sau đó thì mê man không biết gì nữa. Điều kỳ lạ là then cài cửa đó cũng có 3 màu xanh, đỏ, đen. Tôi lượm được thanh gài cửa 3 màu đó trong giường mà. Để tôi kiểm tra xem sao. Ông chủ, tiểu thư, tôi không thấy then gài cửa 3 màu đó đâu nữa. À, con hiểu rồi. Vậy là lũ quỷ đã cố tình biến thành then cài cửa để có thể nhập vào tiểu thư và ông Năm đây. Trời ơi, xem chút nữa là tôi làm hại con gái tôi. Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu. Cậu chính là ân nhân của cả nhà tôi. Cảm ơn anh đã cứu mạng cha con em. Dạ, thấy ông Năm và tiểu thư Tiểu Mỹ không sao là tốt rồi. Vậy bây giờ con xin phép ra về. Khoan đã. Bà Hậu, bà dẫn đông lấy một túi vàng trao cho cậu này, coi như cha con tôi cảm ơn. Ê, ông Năm đừng có làm vậy. Dạ, con là học trò, tuy nghèo nhưng mà không có tham tiền bạc. Ông và tiểu thư bình an là tốt rồi. Con xin phép được ra về ạ. À? Vậy cảm ơn cậu. Sau này có dịp, cha con tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình của cậu. Nè, cậu khỏe hẳn rồi chứ? Anh quên tôi là thần khuyển hả? Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe liền. Được rồi. Mà Mực nè, cảm ơn cậu đã nhiều lần xả thân giúp tôi nghe. Nếu không có cậu, chắc tôi chẳng thể đánh thắng lũ quỷ được đâu. Anh đừng khách sáo như vậy. Đó cũng là việc tôi nên làm mà. Ủa, cậu tìm gì hả? Tôi vẫn ngửi thấy mùi của lũ quỷ ở đâu đây. Nhưng mùi này lại rất khó nhận biết. Thật kỳ lạ. Chắc là cậu bị thương cho nên khứu giác chưa hồi phục hẳn đó thôi. Tôi và cậu đã tận tay diệt chúng rồi. Cậu không nhớ sao? Vậy, tôi đã xong việc. Bây giờ tôi phải trở lại rừng đây. Nếu sau này có việc gì cần giúp đỡ, anh cứ gọi Mực ơi, tôi nhất định sẽ đến ngay. Cảm ơn cậu, tôi nhớ rồi. Đây là ngọn đuốc và 3 đồ vật mà lũ quỷ để lại. Nhờ cậu gửi lại cho thần rừng giúp tôi.
tôi phải lo ôn thi nên không thể cùng cậu vào sâu ở trong rừng được. Thần rừng gửi lời cảm ơn đến anh và bảo anh cứ giữ lại những món đồ này, sau này ắt sẽ có dịp dùng đến. Vậy tôi nhất định sẽ bảo quản chúng cẩn thận. Được, thế tôi đi đây, tạm biệt. Cũng may là thường ngày mình siêng năng tu luyện mới có thể dùng thuật ẩn thân qua mắt được tên học trò đó. Nếu không thì mình chết chắc rồi. Ngươi là ai? Đây là nơi của bọn ta, mau biến đi chỗ khác. Từ nay ta chính là chủ nhân ở đây. Nếu mày còn ít tình các người muốn sống thì phải phục tùng mệnh lệnh của ta, nghe rõ chưa? Dạ dạ, tuân lệnh chủ nhân. Xin chủ nhân tha cho, khó thở quá. Chủ nhân, người tu luyện bao lâu mà lợi hại vậy? Nếu không bị tên học trò khi đánh trọng thương thì ta còn lợi hại hơn nhiều. Anh em ta cũng không phải bỏ mạng oan uổng như vậy. Sao Long, ta nhất định sẽ còn tìm ngươi.